đồng thời cái ngón tay giơ lên này, chị nâng lên đấy, chị dùng cái ngón tay trỏ này. Viên viên trôi này, khi mà chị vê này, chị hơi dẹt ra này, chưa, hơi dẹt ra, chị đưa cái này vào giữa đây này, đồng thời cái ngón tay giữa đây này chị nâng lên đấy, chị dùng cái ngón tay trỏ này, chị ngón tay cái này chị nâng lên này đấy, nâng lên chị áo, chị ôm nhẹ nhàng thôi, chị cứ đẩy nó lên dần dần nó lên, thì chị khép miệng của nó lại, cái miệng của nó đây nào, khép lại đấy, thì chị dùng cái ngón tay này chị miết này, đấy, sau đó chị xoay này. Như thế này, là cứ thế này thôi là thành hình quả chám này, em xoay cho chị này. Đó, nó thành hình quả chám. Nhưng mà khi mà mình xoay này, mình phải khung cái mu bàn tay lại. Đấy, không là khung lại. Mình xoay này. Đấy, mình xoay mạnh một chút. Mình xoay, khung lại mình xoay. Đó, nó sẽ thành hình trời dần, thành hình tròn. Đó, thấy không? Mọi người quay nó vừa cái ở dưới này nó quay, ở trên thì nó vuốt nó lên. Đấy, mình buộc mình khum lại này, khum cái vòng này lại giống như hình á, khum lại xoay, chứ mình mà xòe ra mình xoay cũng không được, mình thả mình cũng phải cũng được, nhưng mà buộc phải khum lại.